Tập 16. Bạch Linh, ta... Lúc nào ngươi muốn giết ta mà chẳng được. Bây giờ cứu mạng là việc gấp. Phải chạy trước đã. Chạy trước đã. Bệ hạ, là thần tiên đã không để người đánh nữa. Bệ hạ, người mau xem, những người bị thương đều đã khỏe lại rồi. Là thần tiên không để mọi người tiếp tục nữa. Thần tiên đã quay lại rồi. Thần tiên đã quay lại thật rồi. Ở bên kia. Tránh ra, bệ hạ. Bệ hạ, thần đã quay về. Lý Lạc, mau đứng lên. Sư huynh, sư muội, bệ hạ, thần đã đưa lão quỷ về đây. Bệ hạ xem. Sư muội, huynh đã về rồi. Người là lão quỷ ư? Cầu xin người hãy cứu hữu cùng quốc chúng ta, hãy cứu con gái ta. Cầu xin các vị hãy cứu hữu cùng quốc chúng tôi. Cầu xin các vị hãy cứu con gái ta. Ta cầu xin người. Việc này, lão cảm thấy ở đây có dấu tích của thần tiên, nhất định phải cẩn thận. Tình vệ đã đến rồi. Ta biết, nhất định người ấy sẽ đến giúp chúng ta. Cô ta không ngốc như cậu đâu. Ta đã biết, chính tay Vương Mẫu đã ngấm ngầm giúp đỡ hắn. Vương Mẫu đã để tinh vệ dùng thần chú của Long Vương để che đậy tội lỗi của muội ấy. Thiên đế vẫn một mực bảo vệ cho Tây Vương Mẫu. Không thể vì Vương Mẫu mà vứt bỏ thiên mệnh, lập lại cản khôn cho thế giới của chúng ta. 1000 năm nay, vì ngày này, chúng ta đã nhẫn nhịn lũ yêu ma đó quá nhiều rồi. Vòng thần đã cự tuyệt với thần giới, vi phạm thiên quy. Chúng ta không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Được, ta sẽ đi tìm Long Vương, liên thủ giết tên hậu nghệ đó trước. Sau đó sẽ bắt Vương Mẫu đưa về thần điện, thu lại Bạch Hổ Lệnh mụi ấy đang nắm giữ. Không cần vậy. Tên Vương Mẫu bọn họ chẳng qua là chiếu manh gặp lửa thôi, làm sao sánh được với kim ô của ta. Thiên đế, kim ô đã được luyện thành rồi sao? Ta đã đóng lại Nhật Quang Thần Kính. Ta muốn lợi dụng tất cả sức mạnh của Thiên Duy Môn để luyện thành một con kim ô trước. Ý người là chỉ có một con. Như vậy, chúng ta có thể tiêu diệt những kẻ phản nghịch, chống lại thiên quy, trước khi tiểu yêu ma hậu nghệ có được băng cung huyền tiễn. Chỉ có một con kim ô có thể đối phó với nhiều yêu ma như vậy không? Lúc đó người hãy mang theo kim ô đến để ngăn cản bọn chúng. Đừng để chúng làm ồn quá là được. Lúc này không thể để chuyện gì ảnh hưởng. Chỉ bằng ta đến nhân gian trước, đấu với chúng một trận, đề phòng bọn chúng gặp được hoa phụ quá sớm. Như vậy cũng tốt. Ta chỉ cần 10 ngày là đủ rồi. Trong 10 ngày này, ta sẽ không nghe gì hết, sẽ không để ý đến lũ yêu ma đó nữa. Thiên đế hãy yên tâm tu luyện kim ô. Lũ yêu ma dưới trần gian giao cho ta là được rồi. Thời hạn 1000 năm cũng sắp kết thúc. Ta phải để cho 9 con kim ô còn lại bay ra từ Bất Châu Tiên Sơn. Ta phải đích thân quét sạch lũ yêu ma đó. Tốt quá rồi. Ngày đó chính là ngày mà Tân Thái Dương Thần và Hỏa Thần vô địch thống trị thiên hạ.
Lão quỷ dám đùa cợt uy hiếp ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Muốn cứu công chúa, ta sẽ trồng sâu thêm mầm độc vào người công chúa, xem ngươi có cứu được không. Hai vị thần tiên, mời. Bạch Linh, chúng ta chạy đi đâu đây? Thấy đường là tốt rồi, cứu mạng là gấp, đi thôi. Con sẽ dùng thêm một câu thiên lôi chú đánh chết lũ người độc ác kia. Không được, thần tiên không thể làm hại người phàm trần, dù bọn họ có là những kẻ ác. Nhưng chúng ta cứ như vậy mà nhìn chúng không ngừng tác oai tác quái sao? Kẻ tác oai tác quái không phải là chúng. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt tên ma đầu Bạch Đế đứng đằng sau là chúng sẽ không có cơ hội làm điều ác nữa. Vậy bây giờ nhân lúc lão quỷ đã vào thành, chúng ta hãy đi giết tên Bạch Đế đó. Giết Bạch Đế hãy để Long Vương làm. Bây giờ con hãy ở đây đợi tin tức của Thanh Điều. Khi Hậu Nghệ gặp nguy hiểm, con phải kịp thời đến cứu nguy cho nó. Hậu Nghệ sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào? Bạch Hổ Lệnh của ta cảm nhận được mùi vị của yêu ma. Ở đây có một ma đầu vô cùng lợi hại. Phải chăng là Bạch Đế? Không phải. Bạch Đế không thể khiến Bạch Hổ Lệnh của ta phát ra cảm ứng mạnh như vậy. Một yêu ma có pháp lực còn mạnh hơn cả Bạch Đế. Thì ra là hắn. Chuyện gì vậy? Yêu ma gì vậy? Thì ra là lượng ma thú. Lượng ma thú đã trốn ở đây sao? Lượng ma thú là yêu ma như thế nào? Lần trước Long Vương cũng đã nói phát hiện ra dấu tích của lượng ma thú ở Hữu Cùng Quốc. Hắn là một trong 10 đại ma đầu được sinh ra từ trận đại hồng thủy năm đó. Pháp lực của hắn mạnh đến nỗi mà phục ma thần Nhi Hòa ngày đó cũng không làm gì được hắn. Trong cuộc chiến tiêu diệt yêu ma của thần tiên, chỉ có hắn thoát khỏi lưới trời. Các vị thần tiên vẫn chưa bắt được hắn sao? Sau đó thần giới có nội loạn, hắn biệt vô âm tín. Ai mà ngờ hắn lại trốn ở đây. Pháp lực của hắn mạnh như vậy, liệu có làm hại đến Hậu Nghệ không? Ta cũng không rõ tên đại ma đầu này xuất hiện nhằm mục đích gì. Hay là chúng ta hãy đuổi hắn đi? Không được. Lúc này chúng ta mà ra tay sẽ làm lão quỷ nghi ngờ. Lão quỷ càng không tin con. Hãy ghi nhớ, kế hoạch của chúng ta là đoạt được băng cung huyền tiễn, cứu Thái Dương Thần. Đừng để những việc khác ảnh hưởng đến kế hoạch đó. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta phải đợi. Pháp tượng của ta có báo Hậu Nghệ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, cũng có thể là do lượng ma thú gây nên. Pháp lực của lão quỷ không thể đối phó được với hắn, còn phải cứu Hậu Nghệ và đi tìm khoa phụ. Vương mẫu, bây giờ chúng ta đợi ở đây sao? Không, con hãy xuống nhân gian đi tìm Thanh Điều. Nhưng con phải nhớ, không được dùng thần chú, nếu không thiên đế sẽ phát hiện ra con. Vương mẫu, con sẽ nhớ lời người dặn.
Chỉ cần cứu được công chúa, Lý Lạc Ta sẽ lấy danh dự của một pháp sư ra đảm bảo sẽ tuân thủ quy định của người. Quy định gì? Quy định của lão quỷ ta. Trong quỷ lâm ta đã nói, chỉ cần cứu được người thì Lý Lạc này chết cũng không tiếc. Lý Lạc, tại sao huynh lại phải chết? Lão quỷ, trong quỷ lâm ngươi đã hứa với ta không cần thân thể của Lý Lạc nữa. Quy định của lão quỷ ta không thể bị phá vỡ. Ban đầu chỉ là muốn lão cứu người, lão chỉ cần giúp hắn làm một việc đơn giản là xong. Nhưng bây giờ bệnh tình của công chúa không giống như bách tính ngoài kia, đơn giản là bị nhiễm bệnh. Xem ra lão còn phải làm cho hắn một chuyện lớn hơn. Vậy công chúa rốt cuộc mắc bệnh gì? Loại ma căn của bệnh đã gửi lại trên người công chúa, muốn mượn thân thế cao quý của công chúa để hiển thị sự tồn tại của nó. Đáng lẽ chúng ta chỉ cần diệt trừ yêu ma là có thể cứu sống công chúa, nhưng bây giờ xem ra trên người công chúa lại bị một yêu ma đầu độc nặng thêm. Công chúa bị nhiễm cổ độc ư? Cổ độc? Lũ yêu ma này sao mà nhẫn tâm lỡ gieo cổ độc lên người tương giao con ta. Thanh Điều tỷ tỷ, bên này. Ngân Linh Tử, cảm ơn ngươi. Lý Lạc đã trở về rồi, lão quỷ cũng đã đến. Bệnh dịch trên người bách tính Hữu Củng Quốc đã hết. Chỉ cần bệnh của công chúa được chữa khỏi, Hữu Củng Quốc lại bình yên trở lại. Ngân Linh Tử, dù ta không thể đi cùng ngươi, nhưng hàng ngày ta sẽ đến đây đàn cho ngươi nghe. Dù ngươi có thế nào, ta cũng sẽ đàn cho ngươi nghe. Sách nữ, nàng chịu đàn cho ta nghe sao? Ngân Linh Tử, sao ngươi lại đến đây? Trong cung của công chúa có thần tiên, ngươi mau đi đi. Sách nữ, nàng lo cho ta sao? Đúng là có thần tiên, ta không nói dối ngươi đâu. Lẽ nào ngươi không sợ thần tiên? Ngươi không sợ thần tiên sẽ phát hiện ra ngươi sao? Đúng vậy, ta sợ thần tiên. Vị thần tiên đến Hữu Củng Quốc, trên người có một chiến khí mà ma tộc chúng ta vô cùng lo sợ. Loại chiến khí vô địch này đã mất trong trời đất cả nghìn năm nay, bây giờ lại xuất hiện, nó sẽ mang lại kiếp nạn lớn cho tam giới. Người đang nói đến Hậu Nghệ sao? Không, đó là một vị thần tiên tốt. Cậu ấy đã đánh đuổi tên phản nghịch Quỷ Đinh, tiêu diệt bệnh dịch ở Hữu Củng Quốc. Hơn nữa, cậu ấy không nhát gan như ngươi. Nhưng nàng biết không, chính vì nhát gan, ta mới có thể thoát khỏi sự truy sát của thần tiên hết lần này đến lần khác. Không biết lần này ta còn có thể thoát được kiếp nạn này không. Ngân Linh Tử, ta biết ngươi là một yêu ma tốt bụng, chưa bao giờ làm hại con người, cho nên ta nghĩ thần tiên cũng sẽ không hại ngươi đâu. Không, thần tiên và yêu ma không thể cùng tồn tại. Có thần tiên chính là để tiêu diệt yêu ma chúng ta. Vậy ngươi hãy mau chạy đi, chạy đến nơi mà ngươi đã nói là linh lực thái dương của thần linh không thể đến được ấy. Ta đã muốn bỏ đi từ lâu rồi, nhưng ta muốn đợi nàng. Sách nữ, ta muốn nàng cùng đi với ta. Không, ta đã nói với ngươi rồi, ta không thể. Bởi vì ta không thể rời xa Lý Lạc. Nhưng người mà Lý Lạc thích không phải là nàng. Hắn thích công chúa Tương Giao. Vì cứu công chúa, hắn đã không tiếc cả tính mạng mình. Lý Lạc cứu công chúa chỉ vì bổn phận. Ngươi không hiểu gì hết, đừng nói bừa. Ta không nói bừa. Nếu nàng không tin, nàng hãy xem tất cả những gì đang diễn ra trong cung của công chúa, nàng sẽ hiểu. Lão quỷ, cổ độc là gì? Là một loại độc rất đáng sợ sao? Nếu không, sao đến ngươi cũng phải chần chừ? Cậu nói cái gì thế?
Trời đất này có loại độc gì mà lão quỷ ta không giải được chứ? Tiểu Ân Công, cổ độc là một loại chất độc do yêu ma và tên pháp sư độc ác ở trần gian dùng rất nhiều loại chất độc luyện thành. Nếu không phải là người biết giải độc thì sẽ không giải được loại độc đó. Cầu xin vị thần của Quỷ Lâm hãy ở lại Hữu Cùng Quốc chúng tôi thêm vài ngày nữa, giúp Hữu Cùng Quốc tìm ra yêu ma muốn ám hại công chúa. Cái gì mà thần Quỷ Lâm chứ? Ta đã nói rồi, lão quỷ ta là lão quỷ. Người nghĩ ta là thần tiên sao? Thần tiên không rảnh rang giúp ngươi diệt trừ yêu ma đâu. Cầu xin người, lão quỷ, cầu xin người hãy cứu Tương Giao. Quốc vương, ngài mau đứng dậy đi. Ta cầu xin người, ngài mau đứng dậy đi. Mau đứng lên. Quốc vương, ngài yên tâm, nhất định lão quỷ sẽ giúp ngài cứu Tương Giao công chúa. Đúng vậy, người khóc cái gì chứ? Ta đã nói sẽ cứu người mà. Lão quỷ, ta là pháp sư, ta biết nên làm thế nào. Xin người hãy làm phép cứu Tương Giao công chúa. Lão quỷ. Được rồi. Tiểu chủ nhân và ngươi nữa, hãy lui ra. Lão quỷ ta phải làm phép rồi. Đa tạ lão quỷ. Lão quỷ, ngươi muốn cứu công chúa, phải chăng là muốn Lý Lạc chết? Dĩ nhiên hắn phải chết. Hắn không chết làm sao cứu công chúa được? Nhưng trong Quỷ Lâm ngươi đã hứa, ngươi nói ngươi không cần thân thể của Lý Lạc nữa. Ngươi không thể lật lọng như vậy. Không nên trách ông ấy. Là do ta tự nguyện. Chỉ có như vậy mới cứu được công chúa. Thật ra ta và nàng rất giống nhau, đều bị một giấc mộng đẹp nhưng không có thật dày vò. Nàng cho rằng Lý Lạc cũng yêu nàng như nàng yêu anh ta sao? Không, Lý Lạc chỉ là vì muốn cứu công chúa. Người ấy chỉ muốn cứu công chúa. Khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Lý Lạc và công chúa chạm nhau, ta đã biết. Nàng đừng chìm đắm vào giấc mộng đẹp do mình vẽ ra nữa. Không, người đã nhìn lầm. Lý Lạc không hề thích công chúa. Từ hình ảnh của nàng, ta nhìn thấy giấc mơ của chính mình. Ta không thể để nàng chìm đắm mãi, cho nên ta mới mạo hiểm chuyện bị thần tiên phát giác để gặp nàng. Ta phải đến đánh thức nàng, phá vỡ ảo mộng của nàng. Ngươi yêu ma, tại sao ngươi lại giày vò ta như vậy? Tại sao ta lại giày vò nàng? Ta muốn nàng hãy tỉnh mộng. Tại sao ngươi lại để ta nhìn thấy những thứ đó? Ta không hiểu được người phàm trần. Mọi thứ diễn ra rõ ràng trước mắt, tại sao nàng vẫn còn không tin? Thực ra, từ trong tiếng đàn của nàng, ta đã nghe thấy được nỗi đau khổ đó. Nàng luôn bị sự đau khổ vây quanh. Ta chỉ đợi Lý Lạc. Ta không tin huynh ấy không yêu ta. Đi thôi, hãy rời xa nơi này. Tất cả mọi thứ ở đây sắp biến mất rồi. Ta đã nói, loài người sắp gặp phải một kiếp nạn lớn. Hãy đi cùng ta. Ngân Linh Tử, ta không thể đi cùng ngươi. Ngươi là ma, ta là người. Nếu chúng ta không thoát khỏi kiếp nạn này, thì ta nguyện được ở cạnh người ta yêu. Ta muốn cùng Lý Lạc đón chờ nó. Ta phát hiện họa thần Trúc Dung đã tìm đến Hữu Cùng Quốc. Ông ta đến đây làm gì? Khi ta theo bước lão quỷ và hậu nghệ, nhìn thấy lượng ma thú, ta đã lo hắn làm hại hậu nghệ. Vì vậy ta đã bay lên nóc hoàng cung, vô tình phát hiện ra bóng dáng của hòa thần. Ta đứng từ xa nhìn ông ta, sau khi thu hết pháp lực lại thì biến mất ở Hữu Cùng Quốc.
Lúc này Trúc Dung đến Hũ Cùng Quốc làm gì chứ? Phải chăng ông ta đã phát hiện ra hậu nghệ rồi? Hậu nghệ? Hỏa thần có giao đấu với hậu nghệ một lần, nhưng nếu muốn bắt hậu nghệ thì ông ta phải triển khai pháp lực của mình, thậm chí phải là 4 vị đại thần cùng đến đối phó với hậu nghệ mới đúng. Đúng, trong chuyện này có gì đó rất lạ. Liệu có phải thiên đế đã phát hiện ra điều gì, phải ông ta đến thăm dò chăng? Đúng, nhất định là thiên đế đã phát hiện ra điều gì, cho nên Tây Phương Mẫu sai ta đến tìm muội và hậu nghệ. Thanh Điều tỷ tỷ, chúng ta hãy mau vào cung tìm hậu nghệ. Được, đi thôi. Nhưng muội phải nhớ không được bày trò gì nữa đấy. Muội biết rồi, Thanh Điều tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Lão quỷ, đây chính là quy định do ngươi đặt ra sao? Ngươi đặt ra cái quy định kỳ quái gì vậy? Tiểu chủ nhân, vì cứu người, lão có thể vứt bỏ quy định của chính mình. Nhưng nếu lão vứt bỏ rồi, thì liệu trùng độc trong người công chúa có chịu nghe theo không? Vì sao chứ? Trừ khi người làm phép đó là ta. Nếu không, chẳng ai có thể khiến trùng độc ra khỏi người công chúa. Lão quỷ chỉ có thể chuyển dịch cổ độc từ người công chúa sang người ta. Chỉ có như vậy mới cứu được công chúa. Đúng vậy, trùng độc được di chuyển đi rồi sẽ phát triển rất nhanh. Chỉ không đến 3 ngày là tên tiểu tử này sẽ trở thành một đống xương khô. Sao lại như vậy được? Không có cách nào vẹn toàn sao? Có chứ. Có đấy. Người mau nói đi. Đi thôi. Các người không được đi. Lão quỷ, ta đã chuẩn bị rồi. Xin người hãy mau cứu công chúa. Được, cái này cũng dễ. Pháp sư của Hữu Cùng Quốc không chỉ có một mình anh ta. Hãy bảo quốc vương tìm một người pháp sư khác để lão chuyển trùng độc sang là được. Vậy cũng không được. Người không được làm hại thêm một người nào nữa. Tiểu chủ nhân của ta, vậy thì khó cho lão rồi. Cậu nói xem, lão còn có cách nào chứ? Tiểu chủ nhân, nếu như vậy thì lão quỷ không còn cách nào nữa. Bệnh của công chúa đã rất nặng. Ta nhàn rỗi, có thể ở lại Hữu Cùng Quốc các ngươi đợi. Nhưng chỉ sợ người chịu tội chưa đến thì công chúa của các người đã hương tàn ngọc lụi, mất mạng rồi. Không thể đợi hơn nữa. Các pháp sư khác trong nước, pháp thuật tu luyện còn chưa cao, bọn họ không thể thay thế được Lý Lạc ta. Lý Lạc dùng tính mệnh của mình để đổi lấy công chúa, là ta cam tâm tình nguyện. Tiểu ân công, Lý Lạc ta cảm tạ ý tốt của cậu. Xin cậu đừng làm khó cho lão quỷ nữa, có được không? Ta không tin. Ta không tin không có cách nào khác. Không còn cách nào khác. Trừ phi thần tiên mới có thể trừ được cổ độc trên người công chúa. Hơn nữa, cổ độc không làm hại được đến thần tiên. Nhưng thần tiên đã quên Hữu Cùng Quốc ta rồi. Thần tiên? Chỉ có thần tiên mới cứu được người Hữu Cùng Quốc cơ. Sao ta lại không nghĩ đến chứ? Pháp lực của thần tiên sẽ cao hơn pháp lực của kẻ hạ độc. Tinh vệ không phải là thần tiên sao? Tiểu chủ nhân, cậu lại nghĩ ra điều ngốc nghếch gì thế? Tiểu chủ nhân, lúc này lão đi đâu để tìm thần tiên chứ? Thần tiên không phải ở trước mắt sao? Ta chẳng phải là thần tiên sao? Tiểu chủ nhân, cậu không phải là thần tiên. Ta không phải là thần tiên thì là gì? Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Bây giờ chỉ cần truyền cổ độc của công chúa lên người ta thì không ai bị hại nữa. Không được. Không.
Đúng thế, không được. Ta không thể để ân công nhận cổ độc. Đây là việc của người phàm chúng ta. Lão quỷ, xin hãy làm phép đi. Tiểu chủ nhân, lão nói cậu không thể. Tại sao? Ta là con trai của thần tiên. Lẽ nào thân thể của một thần tiên không thể chịu đựng nổi bọn trùng độc đó sao? Tôi cho là thân thể của tiểu chủ nhân có chịu được đi nữa, nhưng cậu khó tránh khỏi sự dày vò của trùng độc. Đã là thần tiên, dù có chịu dày vò cũng không thể chết. Ngươi hiểu chưa? Tiểu chủ nhân, không được. Lão không thể để cậu mạo hiểm được. Lão quỷ, ngươi luôn miệng gọi ta là chủ nhân, sao ngươi không bao giờ nghe ta? Ta ra lệnh cho ngươi lập tức làm phép cho ta. Nếu không, ta đi tìm tinh vệ, để tinh vệ làm phép cho ta. Cậu, không phải cậu muốn lão chết đấy chứ? Lão quỷ, thôi được rồi, ta nói với người cũng chẳng có tác dụng gì. Ta phải đi tìm tinh vệ. Người tránh ra. Tiểu chủ nhân, trong cơ thể cậu có thánh linh thạch bảo vệ, có lẽ không bị trùng độc làm hại đâu. Đúng rồi, tinh vệ cũng nói như vậy. Ta có thánh linh thạch bảo vệ, cho nên sẽ không bị lũ yêu ma và lũ trùng độc này xâm hại. Đừng có nhắc đến con bé lừa đảo đó nữa, có được không? Cô ta chẳng có ý gì tốt đâu. Được, không nhắc đến nữa. Chúng ta hãy mau đi cứu công chúa. Người xem, công chúa sắp không hay rồi. Trùng độc tuy không làm hại được cậu, nhưng lát nữa lũ trùng độc được chuyển sang người cậu. 5 loại trùng độc sẽ cùng lúc công kích. Tiểu chủ nhân, cậu sẽ phải chịu đau đấy. Thật sao? Nhưng người nghĩ xem, nếu lũ trùng độc đó chuyển sang người ta, đến ta cũng không chịu nổi, thì nói gì đến công chúa là người phàm trần. Lão quỷ, người mau làm phép cho ta. Ta không sợ. Không được, ta không thể để ân công chịu tội. Hãy để ta. Ta không xuống tay được. Nếu lão quỷ ta có một thân thể thực sự thì ta đã gánh lấy chuyện này rồi. Nhưng ta không có. Lão quỷ, ngươi đừng quên, làm xong việc ở đây, chúng ta còn phải đi lo việc lớn hơn. Sao ta lại quên mất việc chính chứ? Tất cả là tệ tên khốn ngươi. Ngươi còn không đi, mau đi đi. Ta bóp chết ngươi. Còn không mau cút đi. Ta sẽ bóp chết ngươi. Cút. Lý Lạc, bệ hạ, ngươi không sao chứ? Công chúa sao rồi? Công chúa được cứu rồi. Công chúa được cứu rồi. Sao lại như vậy chứ? Tiểu yêu ma sao lại có thể như vậy? Chúng ta làm như vậy có phải là quá đáng quá không? Tình vệ, chúng ta làm như vậy là vì muốn cứu thần Thái Dương, là để cứu con người, để bi kịch của thần và người không lặp lại nữa. Nhưng chúng ta cũng không nên dùng cách đó để đối phó với huynh ấy. Chúng ta nên quang minh chính đại quyết chiến một trận mới đúng chứ. Tình vệ, kẻ thù của chúng ta bây giờ không phải là hậu nghệ mà là thiên đế. Kẻ thù của chúng ta không phải là hậu nghệ mà là thiên đế. Đúng. Chúng ta làm như vậy không phải để đối phó với hậu nghệ, mà là đối phó với thiên đế hiểm ác. Thế giới này, thần tiên không ra thần tiên, yêu ma không ra yêu ma, đến đại vương cũng không ra đại vương nữa. Người còn dám nhắc đến đại vương với ta sao? Ta thấy người cũng chẳng giống pháp sư tí nào. Pháp thuật gì cũng không có. Ta thấy người nên cút về trong núi mà làm cường đạo thì hơn. Ta làm cường đạo thì không có vấn đề gì. Chỉ e tướng quân người khó có thể theo ta vào núi đi cướp thôi. Chính tên đạo tặc người hại ta không còn đường về nhà. Cái này cũng không thể trách ta. Chính người muốn ta giúp ngươi làm đại vương. Chính người nhờ ta xin Bạch Đế giúp ngươi. Nhưng Bạch Đế chỉ muốn ăn thịt tên tiểu tử hoang dã kia, không chịu giúp ta.
Khó khăn lắm mới gặp, thì lại là lão quỷ giả mạo. Tất cả là do lão quỷ. Chắc thì có tác dụng gì. Đến Bạch Đế nhìn thấy lão quỷ còn tránh xa, hại ta suýt nữa mất mạng. Bạch Đế vẫn còn nhớ đến ngươi. Ngài vừa phát hiện ngươi mắc mưu lão quỷ, liền sai ta đuổi theo nó cho ngươi biết. Cái mà ngươi ăn chẳng phải linh tiên thánh đào gì hết, mà là một con cóc. Tên khốn này còn dám nhắc đến con cóc đó. Ta được không nhắc đến nữa. Chúng ta đã cùng lên lưng ngựa rồi, không thể để tên Lý Lạc đó hưởng phúc, cũng không tha cho tên đại vương đó. Đúng, ngôi vị đại vương vốn là của ta mới đúng. Đi, tìm một nơi ta đặt mai rùa. Ta phải tính xem tiểu thần tiên đó đang ở đâu. Bạch Đế còn không biết cô ta ở đâu. Pháp thuật vớ vẩn của ngươi có thể biết cô ta ở đâu sao? Bạch Đế là thần linh, bây giờ ngài không thể dùng pháp thuật. Nếu không, cần chúng ta giúp làm gì? Tại sao Bạch Đế lại không thể sử dụng pháp thuật chứ? Chỉ cần sử dụng một tí cái thần chú vô binh của ông ấy là có thể tùy ý giết chết đại vương, giết chết Lý Lạc. Chúng ta cũng đỡ phải vất vả. Bởi vì ở gần đây có thần tiên, linh lực của Bạch Đế còn chưa được luyện thành, cho nên nếu để thần tiên phát hiện ra thì rắc rối to. Có thần tiên sao? Chẳng phải ngươi nói không còn thần tiên nữa sao? Hơn nữa, thần tiên cũng không can thiệp vào chuyện của người phàm trần. Có thần tiên. Nếu như không có thần tiên thì vừa rồi ngươi đã giết được đại vương rồi. Chính thần tiên đã tạo ra sấm sét để cứu đại vương. Thật sự có thần tiên sao? Đúng vậy. Tên tiểu tử chúng ta bắt trong rừng chính là thần tiên. Mỗi lần gặp hắn là có chuyện. Hắn nhất định là thần tiên. Hắn không phải là thần tiên. Hắn là một tiểu yêu ma mà thần tiên chúng ta đang tìm. Một tiểu yêu ma chưa trưởng thành. Hỏa thần tha mạng. Tiểu chủ nhân, bây giờ lão sẽ làm phép. Cậu hãy ngồi thẳng. Được. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, bây giờ lão sẽ hiện thân phận thật của lão là một khúc xương. Lão sẽ dùng linh lực hỗn độn của lão. Trong quá trình làm phép sẽ có đau đớn, cậu không được mở mắt ra. Thánh linh thạch trong người cậu sẽ bảo vệ cho cậu. Bây giờ hãy làm theo lời lão. Bảo cậu không được mở mắt. Cậu mở mắt ra làm gì? Mau nhắm lại. Đưa hai tay lên. Linh lực tối tăm theo hồn phách ta, đến từ nơi nào, đi về nơi nào? Hai người thật đáng hổ thẹn, đã nhìn yêu ma thành thần tiên. Hỏa thần ta sẽ dùng lửa đốt các người thành tro, để các người vĩnh viễn sống ở nơi tăm tối, không bao giờ được tái sinh. Hỏa thần tha mạng. Ta sẽ xây đại miếu hỏa thần, hàng năm cúng tế người. Cầu xin hỏa thần hãy bảo vệ cho hữu cùng quốc. Vốn ta có thể làm đại vương, nhưng lão quỷ đã mang về một tiểu yêu ma. Tiểu yêu ma là do lão quỷ dẫn đến. Tất cả đều là do lão quỷ. Ta đến đây là để diệt trừ yêu ma. Xem ra hai người vẫn còn có thể cải tạo được. Hỏa thần ta tha cho các ngươi lần này.
Đa tạ hỏa thần. Cầu xin ngài hãy tiêu diệt hết lũ yêu ma đó. Được rồi, các người hãy nghe cho rõ đây. Nếu muốn hỏa thần ta giúp các người tiêu diệt yêu ma, thì không thể để chúng chạy thoát. Thần xin nghe theo lệnh của hỏa thần. Chỉ cần có hỏa thần giúp đỡ, tiểu thần quyết không để lũ yêu ma đó chạy khỏi vũ cùng quốc. Hỏa thần, thần sẽ đi thu thập lại võ sĩ của mình, tiếp tục luyện tập, nhất định sẽ dụ lũ yêu ma kia ra ngoài thành. Các người cũng thông minh đấy, hiểu ý ta rất nhanh. Các người hãy nhớ rõ, người trong thành quá đông, thần tiên chúng ta lại không được làm hại con người. Các người hãy vào trong thành công kích đi. Chỉ cần yêu ma chạy ra ngoài, ta sẽ tiêu diệt chúng. Đệ tử của thần đã đến Cựu Di Quốc, bọn chúng sẽ gọi cứu binh tới. Lúc đó ta sẽ đánh bại binh mã của đại vương, lũ yêu ma đó nhất định sẽ xuất hiện. Cứu binh của Cựu Di Quốc đến rồi, các người mau đi đi. Tuân lệnh, tuân lệnh. Mau đi. Hỏa thần, huynh vốn là một trong bốn vị đại thần, lại đi lợi dụng sự thất bại của con người để ám hại hậu nghệ. Hỏa thần huynh, huynh làm như vậy chẳng phải rất giống yêu ma sao? Chút đau đớn này có là gì chứ? Ta phải nhẫn nại, phải nhẫn nại. Ta là con trai của thần tiên, cứu người là trách nhiệm của thần tiên. Ta nhất định phải cứu công chúa. Nhẫn nại, nhẫn nại. Nếu chút đau đớn này ta không chịu được, thì làm sao đánh bại thiên đế? Ta phải nhẫn nại. Ta là chiến thần mới của thần giới, ta phải luôn chiến thắng. Ta phải chiến thắng tất cả. Ta là chiến thần mới. Không hay rồi, vì cứu người mà hậu nghệ đã kích động linh lực của thánh linh thạch trong người. Hỏng rồi, thánh linh thạch sẽ khiến tất cả thần tiên đều biết huynh ấy đang ở đây. Tình vệ, Tây Vương Mẫu đã đi tìm hỏa thần rồi. Thủy thần công công đang đối phó với Hoa Phủ, chúng ta nghĩ cách ngăn cản Long Vương. Tỷ tỷ đợi ở đây, muội phải bảo vệ hậu nghệ. Nhưng muội phải cẩn thận lão quỷ, còn cả lượng ma thú nữa. Muội biết rồi. Hỏng rồi, hậu nghệ đã lộ rồi. Hậu nghệ, tên tiểu yêu ma, cuối cùng ngươi cũng lộ ra rồi nhá. Long Vương ta phải đi thu phục ngươi. Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta? Nàng đã khỏe rồi, ta đi đây. Tiểu chủ nhân, muốn dẫm chết lão sao? Ta biết rồi. Các người là thần tiên, là những thần tiên đã đến cứu ta. À,
Con gái, phụ vương, cuối cùng con đã tỉnh rồi. Phụ vương, con gái ta, con làm ta sợ chết đi được. Quy Đinh tướng quân, Cự Di Quốc phải đến nhiều ma binh đầu trâu mặt ngựa như vậy, chúng ta phải công kích Khổng Cùng Quốc. Cự Di Quốc sao lại chịu nghe sự sắp xếp của ngươi? Phải bao nhiêu là ứng binh đến? Ta chỉ nói đại vương Hữu Cùng Quốc thất đức, đắc tội với yêu ma. Hiện tại bách tính của Hữu Cùng Quốc mắc bệnh khắp nơi, chẳng bao lâu sẽ mang bệnh dịch đó sang Cự Di Quốc. Quốc vương của bọn chúng vừa nghe xong đã hoảng rồi. Chỉ đơn giản vậy sao? Ta đem vàng bạc châu báu mà đại vương thưởng cho ta tặng cho đại vương của chúng, nên chúng mới cử nhiều quân như vậy.